Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em đang lên lán, có mặt trên lán rồi này. Thì bây giờ thì sẽ kiểm tra xem cái đàn ong của em ở đây, cái chỗ này nó về lâu rồi. Mà hôm trước nó bị rơi xuống, bây giờ em phải kiểm tra xem là nó như thế nào nhá. Đây, hôm trước tạm nhấc lên để cho nó ở tạm vậy thôi. Bên trong kia thì có cầu. Cái cầu nó bị rơi đấy mọi người. Không biết là nó như thế nào. Rồi em sẽ tiến hành lấy xuống dưới này để xem ở bên trong, và tiện thể thì cắt luôn hai cái bánh tổ để đem vào trong kia có một tổ nữa, nhưng mà nó mất chúa, phải viện cho nó một cầu nhá mọi người nhá. Đây nhá, em sẽ thổi một ít khói vào bên trong thùng để ong nó không hung dữ nữa. Lúc mà trời nắng thì rất là dữ luôn. Ngồi dữ đấy. Bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người cùng xem bên trong nhé. Trời giờ đang lạnh lắm. Mở ra như này không biết có bị ảnh hưởng gì không. Ồ. Không sao đâu mọi người ạ. Nó không bị rơi ra đâu. Nhưng mà em nhấc như này à. À, vẫn phải lấy cái cầu kia ra. Đây các bác xem cái cầu nó chắn ngang như này. Nó rơi xuống mọi người ạ. Ôi ong bị chết nhiều ấy. Mấy hôm nay trời nó lạnh. Ong nó bị chết. Ra ngoài. Bây giờ em sẽ cắt lấy một cái tấm một cái tầng nhá. Một cái tầng để đem đi viện. Ông mít này. Rất là hung dữ và đã có bánh tổ ong đực ở bên ngoài này rồi. Đấy, hai cái bánh tổ ong đực ấy. Ong sắp chia đàn đến nơi rồi. Loại luôn hai cái bánh tổ ong đực này nhỉ. Loại luôn thôi quá. Có loại không nhỉ? Đây mọi người xem nhộng của nó bị chết ở trong này. Nó không nuôi được nữa. Nón ý, tại mình phải ác ấy. Nón đực thì đấy nha. Bây giờ lại đánh cồn bắn. Đốt không đúng người à? Rồi. Cái này có nhộng mà cũng có nhộng thợ rồi đấy mọi người ạ. Em sẽ lấy luôn cái tầng này nhá, tầng ngoài này.
Ui bị đau rồi, đau quá. Ông này đang cắn nhộng. Hơi bị dữ đấy. Hơi bị đen đủi đấy. Chỉ lốm cho cháu y vào đây kìa. Khói này. Tiếp con nhét hát ạ, không thể vào. Rồi bây giờ nó không sao rồi, em sẽ đóng lại nhá. Đóng lại rồi để lại chỗ cũ luôn.